Ly dị thì sao chứ? Đàn ông bây giờ ly dị là một báo vật đó anh. Cậu độc thân bao lâu nay rồi, như kiểu am hiểu về hôn nhân lắm ấy. Anh Hùng Hoàng Anh, em nghe hai cái tên là đã thấy anh chị đẹp đôi rồi. Nếu như ngày xưa anh và chị ấy không chia tay thì... Thì sao? Excuse me. Ăn ngon quá. Cảm ơn. Hey, sở trường. Thông cảm, mỗi lần tôi cúi xuống cái tự nhiên tôi kiểm soát thật không được. Thật là bất hạnh cho người nào làm vợ anh ta. Ủa, vắng vậy? Anh ơi. Hả? Em ngồi bên này nha. Rồi, qua đi em. Cái này chấm với này hả? Đúng không? Còn ngon. Ăn đi anh. Vô. Cái cuốn này mới ngon nè, nhìn con tôm cuốn bự chà bá, ăn đã lắm. Thì đó anh ăn đi, anh muốn ăn cái nào anh ăn đi. Anh chỉ ăn cá viên thôi. Thích ăn người kia mà. Cha bận con vét làm gì ngó mình hoài. Kệ người ta đi. Không. Phải lo. Sợ vô phòng khám của mình rồi ba chích tầm bậy tầm bạ vậy đâm ra hận á. Em nói là anh lo ăn đi mà. Nói nhiều quá. Đồ ăn còn mà. Em đi toilet cái nha. Ủa ăn hết, ăn hết à. Bao năm không gặp, em cần phải lạnh lùng với anh như vậy không? Lý do gì mà tôi không lạnh lùng với anh? Ai không ngờ vì anh mà cuộc hôn nhân em trở thành như vậy. Và ai không ngờ em lại lấy một người chồng tồi tệ như vậy. Đó là quyết định của tôi. Liên quan đến anh, hả? Lý do là gì? Em nói đi. Tại sao tôi phải nói anh biết? Anh là người gây nên chuyện này và anh là người phải có trách nhiệm. Được. Bây giờ tôi sẽ nói mà đây là lần cuối cùng tôi nói cái chuyện này. Được, em nói đi. Đúng đó. Ngày xưa tôi lấy con heo mập đó là để chọc tức anh đó. Tôi không hề yêu ảnh, không có thương ảnh. Nhưng mà sau đó thì tôi rất là thương chồng mình. Bây giờ nhiều khi tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy tôi rất là may mắn. Tại bây giờ tôi có một cuộc sống rất là hạnh phúc, anh hiểu không? Và tôi hy vọng là từ nay về sau anh đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Ủa? Hạnh, đi ăn nhà hàng ngon không con? Mẹ có mua nho mà con thích nè. Lại ăn đi. Thằng, mẹ nó nói nó không trả lời giả dốt nữa, đi tính bơ trời. Ông thấy nó có gì lạ không? Chắc có chuyện gì á. Cái nho nó thích mà nó không ăn. Thôi ba mới về, thôi mẹ mới về. Con. Dạ. Sao Hạnh nó ăn trúng cái gì mà sao đi về nó mặc trụ rồi con? Con cũng biết nữa, tự nhiên ăn nhà hàng xong cái đi thẳng ra ngoài xe luôn. Con kiếm một hồi nữa mới ra ảnh á. Để con lên coi sao. Nó là nó thích ăn lắm mà nó ăn dễ nữa. Bữa nay toàn những món nó không thích thì sao mà về mặt không được vui vậy trời. Chắc ăn lợi người ta hay sao. Um,
sao anh? À, có chuyện muốn nói. Chuyện gì nói nghe coi, nãy giờ nghi nghi rồi. Không có gì. Có gì thì nói em nghe đi. Thầy cũng không có gì. Mấy cái chuyện liên quan tới heo hả mày? À, em biết rồi. Cái chỗ hồi nãy mình ăn đúng không? Thịt heo nó không có được ngon, nó mỡ thôi mà. Thôi chị Tiên, mai mốt quá, không có ghé chỗ đó ăn nữa nha. Trời ơi kìa, có làm vậy thôi mà. Ngày xưa tôi lấy con heo mập đó là để chọc tức anh đó. Tôi không hề yêu ảnh, không có thương ảnh. Hoàng Anh! Hoàng Anh! Hạnh à Hạnh, con chạy đâu dữ vậy? Vợ con đâu rồi mẹ? Nó đi làm thì sớm rồi. Đi làm hay là đi đâu? Trời ơi, thì sáng nào nó không đi làm con hỏi vậy? Sao mày không kêu con dậy? Hoàng Anh! Trời ơi, gì vậy trời? Kêu nó dậy sớm nó cũng la. Rồi bây giờ mình cho nó ngủ, mình không kêu nó cũng la. Trời đất ơi, tôi ở trong cái ngôi nhà này, tôi sống sao cho vừa lòng mấy người đây trời. Dạ, anh ơi. Chào anh. Anh tới đăng ký khám đúng không? Tôi đi gặp cô Hoàng Anh có chút chuyện. Bác sĩ Hoàng Anh hả? Ừ. Bác sĩ Hoàng Anh đã đi dự hội nghị rồi. Nè, ai khám bệnh thì đưa vô phòng tôi nè. Cậu khám bệnh phải không? Vô đi tôi khám cho. Thế chào bác, cháu là bạn cũ Hoàng Anh ạ. Gì? Bạn cũ Hoàng Anh. Bạn cũ. Trời đất ơi, cái bóng đèn này nó sao á. Nè, rồi kêu cái Hoàng Anh lên nó thay dùng cái bóng đèn này coi. Gì đâu mà chớp chớp hoài khó chịu quá. Chuyện này không có gì khó để cháu thay giúp bác. Thôi trời đất, ai mà dám nhờ cháu làm được mà bác. Thôi làm được hả? Làm được chắc chắn đấy phải không? Chắc chắn nhỉ. Nè vậy thôi đi kiếm cái thang cho cậu thay dùm cái bóng đèn giùm tôi đi. Dạ. Khó chịu. Chú ơi chú. Người gì đâu mà đẹp trai quá. Tự nhiên đang khen tôi đẹp trai. Không. Cái người biết sửa bóng đèn đó chú. Ồ, quá hay, cảm ơn con. Xong rồi ạ. Do đường điện mình làm không được kỹ, bóng đèn hay bị chập chờn. Vậy hả? Trời, nó coi giỏi quá trời quá đất. Ủa? Ở đây là bạn cũ của Hoàng Anh đó con. Tôi là chồng của Hoàng Anh. Dạ, à, tôi biết rồi. Cô con sao vậy? Mỏi tay người ta. Bắt tay. Chắc nó làm biến rồi. Thôi để tôi. Xin lỗi bác, mai cháu về sớm. Rồi. Bữa khác cháu đến chơi lâu hơn. Rồi, cảm ơn con. Ai mời mà tới chơi lâu hơn? Gì vậy? Nói gì kìa? Bác không hiểu con. Thôi. Thôi, bác hết rồi con. Thôi, cậu về đi. Để tôi tìm hiểu con tôi chút nữa. Dạ, con về ạ. Ngày xưa tôi lấy con heo mập đó là để chọc tức anh đó. Tôi không hề yêu ảnh, không có thương ảnh. Đẹp trai ga lăng mà còn biết sửa bóng đèn nữa chứ. Bóng đèn là không được, thằng Hạnh này làm cũng được mà. Mày làm cái gì vậy? Kệ con đi. Trời đất ơi, mày ăn cho mà mập thấy rồi. Mày làm cái gì kỳ cục vậy? Ba không hiểu con, đó là sĩ diện của con. Bóng đèn người ta sửa rồi. Để con đi. Nè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì vậy? Đó. Trời đất ơi. Con sao không con? Gọi xe cứu thương cho con. Gọi xe cứu thương. Dạ. Trời ơi, ca hay quá trời mà sao không được giải, uổng ghê ta. Mà nhìn kỹ đi,
À, người á thì cái mặt xấu quá, người á thì mập thù lô như cái lô. Hai người này đó mà vô được cái vòng này là hay lắm rồi. Bây giờ chương trình đã trí vậy đó mẹ ơi, phải có nhan sắc mới thăng tiến được. Không, nhưng mà đúng là phải chấm cho người ta lên chứ. Tự nhiên đánh rớt gì cái lý do, không có nhan sắc nó kỳ. Đúng rồi. Sao kỳ? Đời này đẹp là được tất cả con à, hiểu không? Trước hết phải đập cái trong mắt người ta chứ. Đó như bay nè, nhìn lại coi, miệng lúc nào ăn, đầu tóc bù xù, ăn riết còn nhìn cơ thể bây coi, bự như một con heo nái. Trời ơi, để vậy ấy à, vô ý vô tứ đánh giấm bất kỳ chỗ nào. Ý tứ gì? Không hiểu sao á, hồi xưa ông bà anh nó chịu con chứ. Trời ơi, nhìn thấy chán. Thiệt là may lắm mới lấy được ông bà anh. I dream the dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dream that love would never die. I pray that God would be forgiving. Anh hai ơi, cho em mượn hộp xi đi. Vô đây, vô đây. Phúc, vô đây nhanh nhanh nhanh. Cho em mượn cái hộp xi đi. Ngồi xuống đây ta nói chuyện mày chút coi. Chuyện gì anh hai? Có cách nào làm cho anh đẹp lên không? Đẹp cấp tốc. Sao hôm nay tin vào sức mạnh sắc đẹp vậy? Ngày xưa tao không tin nhưng mà giờ tao tin mày ơi. Mày có cách nào chỉ anh đẹp liền, đẹp nhanh liền. Muốn đẹp nhanh không phải dễ đâu. Nhưng mà thay đổi bây giờ thì anh phải thay đổi cái ăn mặc trước đó đã. Ăn bận là làm sao? Bây giờ anh đi kiếm cái bộ đồ nào mà anh thích nhất, anh khoái nhất, mặc cho em coi đi. Đây là bộ này đi, tao khoái bộ này nhất là thoải mái nè. Trời trời, bây giờ em mới để ý nha. Gì? Cái gu ăn mặc của anh kỳ dữ vậy. Sao mày chỉ chứ, bây giờ kỳ mày phải chỉ anh chứ. Thôi mấy cái chuyện này là anh nhờ chị Hoàng Anh đi cho nó lẹ. Nhờ Hoàng Anh làm cái gì? Anh nó có cái chuyện một bí mật làm bất ngờ. Thôi để anh lấy bộ đồ khác anh thay cho mày coi nha. Thôi khỏi đi, trừ em gọi rồi. Anh có bộ đồ khác cho bộ này đâu. Cho em mở gục xi lẹ đi. Anh có bao giờ mang dài đâu mà mượn xi anh. Vậy nói quá chừng. Mày xuống dưới kiếm bà hỏi kìa. Anh lo thay các anh mặc đi nha. Dướng cái bụng mà chứ. Như vậy mới ngon nè. Ôi chà, sao hóp bụng xong đau bụng quá. Hoàng Anh, em sẽ thấy sự đổi khác từ anh. Alo. Em vừa họp xong, có chuyện gì mà anh gọi em suốt vậy? Em đang ở đâu? Em đang ở khách sạn Mộc Lan 2 nè. Anh sẽ tới đó đón em. Chờ anh nhé anh đi. Bye bye em. Hoàng Anh, em sẽ thấy sự đổi thay từ anh. Có ai thấy cái mắt kiến của tụi đâu không? Dạ không à. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Tôi nhớ tôi mua hai bó mà, bó vàng bó đỏ mà. Để đây mà bó vàng ai lấy rồi? Tập trung Đức Hạnh ơi, tập trung. Hôm nay là ngày quan trọng, đừng để bơm rơi đạn lạc tùm lum hết. Ôi trời, chết rồi. Mỗi lần căng thẳng là sao nó chịu không nổi. Alo, em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Tại sao có nó ở đây? Anh nói gì vậy? Nó là ai?
Em đang ở sảnh mà. Đừng có xạo. Em đừng có xạo, đừng có dối gạt anh nữa. Em không có ở sảnh. Anh đang đứng ở sảnh nè. Nó đã ở đây. Đi khách sạn mà đặt dấu hả? Nè, em làm việc nguyên cả ngày rồi, em rất là mệt mỏi đó. Anh nói cái gì nói rõ ra coi. Được. Thằng Hùng nó ở đây nè. Hùng nào? Khách sạn nào? Anh nói gì vậy? Hai người đi họp cái gì? Họp cái gì mà hẹn vô khách sạn? Hả? Ngoài làm cái chuyện đó ra. Nè nè, anh đừng có ăn nói hàm hồ nha. Không có bao giờ có chuyện đó đâu. Được rồi, em chối đi. Anh sẽ gặp nó. Để coi anh làm gì với nó. Chờ đó. Nè nè, khoan đã. Ủa, anh ở khách sạn nào vậy? Một lan máy vậy? Alo. Alo. Đi ra. Sếp ơi. Sếp. Trời đất ơi. Sếp bị sao vậy sếp? Anh làm cái gì vậy? Hả? Sao sếp ơi? Anh Hùng. Anh Hùng. Có sao không vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh không có làm gì hết. Nguyên một ngày nay tôi đang ở bên khách sạn Mộc Lan 2. Chưa nghe nói hết câu gì hết. Ghen bóng ghen gió. Bây giờ đánh người ta nằm chèm bẹp như vậy là sao? Anh không có làm gì hết. Còn chối nữa hả? Không làm gì hết tại sao người ta nằm? Tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tất cả thói hư tật xấu của anh tôi có thể nhịn được, có thể bỏ qua được cho anh. Bây giờ mà đặt bạo lực nữa hả? Tôi không chịu nổi nữa. Anh không có làm. Anh Hùng, anh có sao không? Anh Hùng. Sếp ơi. Trên đời chưa có ai thả bom kinh khủng như vậy. Tôi lấy ba công việc ở đối tác mà. Có sao, mày qua lại với vợ tao bao nhiêu lần. Trời, nói. Anh không tin thì thôi. Tao không tin đó, mày nói đi. Nói mày không? Mày không nói mày đừng trách tao nghe chưa. Nói. Cái thằng này lì hả? Nói. Cái gì? Như vậy là chồng tôi không có đánh anh hả? Không, không có đánh bằng chân, bằng tay, mà đánh bằng vũ khí hóa học. Kinh khủng hơn. Ôi, kinh khủng cái gì là kinh khủng? Anh ơi. Anh ơi. Ghê quá mẹ ơi. Thôi đây. Tôi nói là để tôi ngồi uống xong hết, tôi ăn xong hết rồi tôi về. Ông làm gì ông đứng đó ông đuổi tôi hả? Dạ thưa anh, nãy giờ tôi cũng nói anh bao nhiêu lần rồi. Giờ này đã khuya rồi, tôi cần anh tính tiền để tôi còn đóng cửa quán nữa chứ. Đừng có nói nhiều nữa. Tại sao anh cứ một ngày tính tiền? Là anh chê thằng này không có tiền đúng không? Anh coi thường tôi đúng không? Tiền đó, lấy đi. Bây giờ tôi ngồi tôi ăn tôi uống xong rồi tôi đi về. Không, tôi không cần thiết cái chuyện đó. Tôi cần anh đi về để tôi còn đóng cửa anh à. Mấy người ai cũng coi thương tôi hết. Ai cũng coi thương thằng Hạnh này hết. Bây giờ tôi không về là làm gì tôi? Giờ tóm lại anh uống bằng sao? Đã tôi nói quán đóng cửa. Cho tôi mượn cái ly. Mời cô ngồi. Lâu rồi hai vợ chồng mình không có nhậu với nhau. Ly này coi như em xin lỗi anh vì em hiểu lầm anh nha. Em không cần xin lỗi anh. Anh là thằng đàn ông tồi tệ. Anh đúng là con heo mập. Anh không có xứng với em. Em đừng xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Thật ra năm đó đúng là
em giận cái người đó. Rồi em ép anh, em hối thúc anh cái chuyện mà kết hôn. Nhưng mà anh có biết không, em không bao giờ hối hận vì quyết định của mình hết trơn á. Em cảm thấy càng ngày em càng hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng của mình. Mỗi ngày em mở mắt ra, em rất là hạnh phúc với những người xung quanh, từng thành viên ở trong gia đình, nhất là với anh á. Em nói thiệt hả? Em nói thiệt. Xin lỗi anh nhiều lắm. Thôi mà, em biết lỗi rồi. Thôi mà, ông xã. Hạnh phúc của tụi mình nha. Anh muốn uống giống như mình mới đám cưới à. Tại kia quên. Em nhảy với anh nha.